hôm nay thì cuộc sống Bù Kỳ cùng với Điện lực tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chương trình hướng về vùng sạt lở núi Sơn Long để mà trao quà cho bà con ở trong vùng bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi. Đây là cái chương trình mà do cuộc sống Bù Kỳ huy động và được cái sự hỗ trợ rất là tích cực từ phía Điện lực tỉnh Quảng Ngãi để mà trao 100 xuất quà cho bà con ở vùng sạt lở núi của xã Sơn Long. Hiện tại thì hàng đã được tập kết đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Long. Dạ rồi, em đưa danh sách cho em, anh Thắng ơi, danh sách này. Hiện tại thì một số bà con cũng đã đến khu vực này. Mỗi hộ dân, trong số 100 hộ dân thì mỗi hộ dân sẽ nhận một cái phần quà bao gồm là một túi gia vị, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn, đường, cà lo và một cái thùng mì tôm, mì ăn ba miền loại lớn cùng với 20kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Vậy tổng cái số hộ dân được nhận được này thì danh sách về vấn đề mà mua chi ra thì Huy đã thống kê rất là chi tiết. Hôm nay thì thời tiết đã bắt đầu mưa lớn. Phần quà đợt này hỗ trợ cho bà con xã Sơn Long, vùng sạt lở núi Sơn Long bao gồm là 2 tấn gạo, 29.600.000 tiền quà, tiền mì tôm và 20 triệu tiền mặt để hỗ trợ cho 100 hộ dân. Ngoài ra cái số tiền còn dư còn lại khoảng 5.400.000 đồng thì Huy sẽ trao cho một cái trường hợp rất là đặc biệt và có cái hành động nhân nghĩa ở vùng sạt lở núi Sơn Long. Đây là một cái anh chàng mà rất nghèo luôn, tuy nhiên thì có những nghĩa cử rất là tuyệt vời rồi trong cái việc mà hỗ trợ giúp dân vùng sạt lở ở quê mình. Hiện tại thì tất cả các mặt hàng đã được tập kết tại khu vực của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Long để mà cấp phát cho bà con. Vừa qua cơn bão số 9 đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm hỗ trợ khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống người dân và thực hiện chủ chương trình thiện nguyện hưởng ứng tháng tri ân khách hàng năm 2020,
Hôm nay được sự thống nhất của lãnh đạo xã Sơn Long và lãnh đạo công ty người Quảng Ngãi, kênh YouTube Cuộc Sống Chưa Nhiều, công ty cổ phần thiết bị điện Tú Ma và thanh niên công ty người Quảng Ngãi phối hợp cùng ủy ban nhân dân xã Sơn Long tổ chức tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 800 đồng cùng gồm 20 kg gạo, nhu yếu phẩm và 200 đồng cho các hộ gia đình tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Đó là lý do tổ chức buổi lễ ngày hôm nay. Kính mời ông Thạch Cảnh Thống, Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đoàn thanh niên công ty. Thì trong đợt bão lũ vừa qua, thì ngành điện của chúng tôi thì thiệt hại cũng rất là nặng nề. Tuy nhiên, thì ngành điện cũng dành một phần kinh phí phối hợp với các cái nhà hảo tâm để mà đến trao tặng cho các bà con mà bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua. Thì hôm nay đến với bà con nhân dân xã Sơn Long, thì công ty điện lực Quảng Ngãi cùng kênh YouTube và công ty cổ phần thiết bị điện Tuấn Anh thì có một cái phần quà nhỏ gửi đến cho bà con, thì mong bà con dần ổn định lại cuộc sống để mà chúng ta ổn định sản xuất và phát triển kinh tế xã hội. Tôi xin trân trọng được kính mời đồng chí Đỗ Thanh Phượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng ông Võ Minh Huy sẽ lên trao các phần quà cho bà con. Bằng qua gầm 3 cái một người nhá. Đi thay luôn. Đây, chị đây nè. Đủ quà luôn rồi, em đem ra. Rồi bà con mình cứ nhận thứ nhất là một bao gạo, một thùng mì và một cái bịch bột ngọt. Cố gắng đi cùng với bà con nha, đừng có người trước người sau. Chính mời đồng chí Thạch Cảnh Thống cùng ông Võ Minh Huy sẽ trao cái phần quà cho bà con. Có người chở cho con đúng không? Đây con.
Đây, đi cầm này đi, đi theo anh nó luôn nha. Để chỉ với nó, để đó. Đừng có chỉ anh về nhà được rồi. Em bao nữa anh? Tôi xin được tiếp tục rồi. Một trăm linh năm tên Hồng Đai, hai tên Long Hiêu, tên Long Hiêu mua đồ ăn hả? Nha, có mì tôm gồ đâu, bây giờ mình có mua thêm cá gì đó rồi mình... Còn một cái nữa, một cái hả? Mỗi chỗ là 1 tấm. Mì, 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 cái quà này đó. Rồi, anh bưng mì luôn đi. Bưng mì, bưng mì. Rồi, đây, đây ha. Thế anh đang nghe. Không, bưng mì nè. Không, không bưng mì nè. Đi về là cái ướt gạo nha. Gạo kia cái ướt, cái này ướt, cái này ướt. Đây còn tính Xuân Thanh, hai tính Văn Ký, ba tính Văn Kêu, bốn tính Thị Pha, tính Thị Pha. Tôi xin được tiếp tục. Một đơn Văn Hùng, hai đơn Thị Giá. À, đơn Thị Sâu. Bốn đơn Văn Nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng là để cho vào đó, không ăn gì tôm. Đây bà, con đưa món lên trước. Tôi xin tiếp tục một tiếng chiều. Một chiều. Hai bên năm sao. Nhớ bị sao không? Trong cái vấn đề mà trao hỗ trợ trong số 100 xuất quà đã đến tận tay người dân thì Quyền thống kê lại thì vẫn còn dư là 5.400.000 đồng. Và ngày hôm nay thì Quy muốn thực hiện một cái câu chuyện nó rất là đặc biệt hơn, đó là trao cho một cái trường hợp cũng rất là đặc biệt, rất là nhân ái, đó là hoàn cảnh của gia đình của anh Sinh, chị Sinh và anh Vé. Anh Vé mời anh Vé lên đây ạ. Anh Đinh Văn Vé ạ. Nói chung là đây là cái trường hợp mà địa phương có giới thiệu với Huy trong sáng nay. Đây cho anh Vé. Anh hiện tại nhà anh là ra sao? Dạ, nhà bị sạt lở. Nhà sạt lở? Vậy còn nhà ở không? Dạ, mình là ở đó, nhà tạm. Anh ở nhà tạm? Nhà tạm là mình xây tạm, còn nhà cũ là mình tháo rời đi đúng không anh? Anh Vé có thuộc diện hộ nghèo không anh? Dạ, hộ nghèo. Vậy anh cho biết là tại sao mình lại quyết định là cho bà con trong làng mình đất để mà xây dựng nhà tạm để mà tránh trú trong thời điểm mà sập lại núi? Dạ, ý là cũng là sợ đất lở, ý là có đất xin đất là cho bà con ở tạm tạm thời đấy. Sau này không biết nhà biết có là cái gì là cái bà con
cũng biết. Rất đơn giản, bởi vì người trong làng mình không còn đất nữa. Nhà đã mắc, đã tháo dỡ đi rồi thì anh Vé có tí đất thì nhường luôn cho bà con xây nhà đi ở tạm trong mùa mưa bão, mùa sạt lở núi để bà con có điều kiện là tạm thời an cư trong thời điểm mà chờ chính quyền địa phương là cấp đất để xây dựng nhà mới. Thì hôm nay thì có anh Vé, rồi xin mời anh Thống, anh Cường ạ. À. Cường là địa phương, cùng với anh Thống là bên công ty điện lực sẽ lên trao với số tiền còn lại trong cái chương trình của hướng về vùng sạt lở núi Sơn Lâm. Số tiền là 5.400.000 đồng. Nhà anh Thống là Thống ra chuyển cho chúng và trao với số tiền rất tặng anh Vé. Một cái người mà có nghĩa cử rất là cao đẹp luôn, trong cái việc mà đã nghèo rồi, đã gặp nạn trong sạt lở núi rồi, nhưng vẫn là giúp đỡ bà con ở làng mình có cái cuộc sống ổn định sau cái thiên tai. Vậy là 5.400.000, còn lại của chương trình cuộc sống dự kỳ của điện lực cùng với công ty cổ phần điện Tấn An thì thực hiện, thì còn dư lại thì quy quyết định trao cho một cái trường hợp đặc biệt, một cái người mà thiệt hại trong sạt lở núi. À, đúng không anh Cường? Anh Cường có thể cho biết. Vâng, hồ của anh Bé là anh là dọn di dời sạt lở núi, nhưng anh được đào bà con về chỗ khu đồng tòn. Anh đã hiến đất để cho bà con ở tòn dựng nhà tòn đây. Một tấm là bản của anh Vé là hộ nghèo và một trong những hộ mà có dưới đây thì tầm trọng đó. Cảm ơn anh. Mới được biết là anh Vé là còn ngoài cái chuyện mà giúp dân đó, thì gia đình ảnh hộ nghèo còn có con bị tật nữa, thì hy vọng là cái số tiền này thứ nhất là sẽ ghi nhận cái sự nghĩa cử của mình, của anh Vé trong cái chuyện là đồng hành giúp bà con dân làng. Thứ hai nữa là hy vọng là anh sẽ có cái điều kiện ổn định lại cuộc sống sau cái thiên tai được hòa. Và một lần nữa là cảm ơn địa phương, cảm ơn công ty điện Quảng Ngãi, điện lực Quảng Ngãi, cảm ơn công ty cổ phần thiết bị điện Tuấn Anh và toàn thể các anh chị đã đồng hành cùng công sống dịp đề để thực hiện cái chương trình nhân nghĩa này hướng về vùng sạt lở núi Sơn Long, và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc đồng hành mới.